chiều ngày 11 tháng 11, tin từ Công an huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa cho biết cơ quan này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Đặng Thị Hương 1979, ngụ thị trấn Yên Cát, huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa, về tội mua bán trái phép chất ma túy. Theo Công an huyện Thường Xuân, qua công tác trinh sát và lập án đấu tranh, Công an huyện Thường Xuân đã bắt quả tang Đặng Thị Hương mua 39,49 heroin từ thành phố Thanh Hóa về huyện Thường Xuân để bán cho người nghiện. Tại cơ quan công an, Hương khai nhận đã cầm cố chiếc xe ô tô của mình được 100 triệu đồng, sau đó đi xuống thành phố Thanh Hóa để mua ma túy hết 20 triệu đồng. Hiện, Công an huyện Thường Xuân đã bàn giao vụ án cho Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Thanh Hóa để tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.